Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử TikToker Chu Tiểu Han là ai, lộ lý do chia tay mối tình chú cháu. Chu Tiểu Han tên thật là Chu Thị Phương Thảo, sinh năm 2001, quê ở Lạng Sơn, hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Cô bạn là sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô tâm sự, việc thi đỗ không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là cơ hội để cô nàng quen được nhiều bạn mới, được tham gia nhiều hoạt động và nhóm lửa cho đam mê nghệ thuật của mình. Tuy học báo chí, nhưng đam mê của TikToker là nghệ thuật, đặc biệt là ca hát và diễn xuất. Hiện tại, kênh TikTok của cô đang có tới 2 triệu lượt follow, 63.4 triệu lượt thích. Chu Tiểu Han sở hữu gương mặt xinh đẹp đầy ấn tượng, được nhiều người nhận xét giống mỹ nhân xứ Hàn. Cũng chính nhờ nhan sắc trời phú mà cô nàng được nhiều khán giả yêu thích và theo dõi. Trong các clip của mình, Tiểu Han thường xuất hiện với phong cách ăn mặc giản dị, dễ thương. Đôi khi cô cũng không ngại làm xấu để thể hiện những tình huống hài hước, lầy lội. Song song với việc học, cô nàng luôn cố gắng trau dồi thêm các kiến thức về âm nhạc và diễn xuất. Mười Mười từng chia sẻ, mình đang xây dựng hình ảnh của bản thân trên các trang mạng xã hội TikTok, Facebook và YouTube. Ban đầu gia đình mình không ủng hộ, nhưng do mình thuyết phục và nhìn vào các thành quả mình đã làm được nên bây giờ bố mẹ cũng ủng hộ mình hơn. Một trong những lý do khiến Chu Tiểu Han nổi tiếng là mối tình ngọt ngào với Cường Tây. Cô gọi anh là chú Tường, do anh chàng này hơn cô 5 tuổi. Cả hai gặp gỡ nhau sau một lần nữ TikToker đi casting series phim mà đạo diễn lại chính là Cường. Trong suốt quãng thời gian làm việc, Cường luôn quan tâm, chỉ bảo và giúp đỡ Han. Cô nhớ lại, vì trong quá trình làm việc, chú Cường rất khó tính nên mình cũng không nghĩ tới việc chú Cường tán mình. Sau khi chú Cường thổ lộ tình cảm và quay những video tán tỉnh mình đăng tải lên TikTok, tầm 6 đến 7 tháng sau mình cũng siêu lòng vì độ lầy lội và cảm nhận được sự thật lòng của chú Cường dành cho mình. Tiểu Han tâm sự, kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần chú Cường lên tận cổng trường đại học của cô nàng. Lúc đó, chú Cường lao vào quán trà đá mà mình và các bạn đang ngồi rồi hô to yêu Han. Lúc đó mình rất bối rối, nhưng về nhà xem video đó đăng trên TikTok cũng được hơn 1 triệu view, mình lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được mọi người mến mộ, cặp đôi quyết định lập kênh TikTok và YouTube chung. Chủ đề là về chuyện cặp đôi, cuộc sống hàng ngày, ăn uống, vui chơi của hai người. Ngoài ra, cặp đôi cũng chia sẻ sẽ cố gắng phát triển thêm về mảng phim và âm nhạc. Mặc dù có nhiều ý kiến bình luận trái chiều khiến cặp đôi khá buồn và phải suy nghĩ, nhưng họ cũng bỏ qua. Trong suốt 4 năm bên nhau, cặp đôi xây dựng kênh tên Cường Han Couple với 1,8 triệu followers trên TikTok và hơn 300.000 người đăng ký trên YouTube. Nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của chính cặp đôi. Tuy nhiên, từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6 năm 2023, Chu Tiểu Han và Lương Mạnh Cường gặp trục trặc tình cảm, dần không tìm được tiếng nói chung. Đến cuối cùng, họ quyết định đường ai nấy đi khiến người hâm mộ tiếc nuối. Chuyện tình kéo dài 4 năm của cặp đôi hot TikToker bỗng đứt gánh khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Chu Tiểu Han chia sẻ, mình biết mọi người sẽ buồn, nhưng khi cả hai không hợp nhau nữa thì có cố gắng cũng vậy thôi. Bên cạnh đó, Cường Tây cũng cho biết cả hai đã ngồi xuống tâm sự, đưa ra quyết định sẽ dành cho nhau cuộc sống riêng. Nếu cả hai có người mới, mong mọi người đón nhận một cách nhẹ nhàng. Kết thúc chuyện tình buồn nhưng hãy cho nhau một cơ hội anh trải lòng. Vốn xinh đẹp dễ thương, lại vừa trở thành hoa không chủ, Chu Tiểu Han đương nhiên được săn đón. Sau khi chia tay không lâu, cô nàng giờ khóc giờ cười khi nhận được tin nhắn của một người đàn ông lạ, có lời mời cô đi tour. Theo nội dung tin nhắn, người này cho biết sẵn sàng bỏ ra 38.000 đô la Mỹ, khoảng 800 triệu đồng, nếu nữ TikToker đồng ý đi du lịch, khách sạn một tuần với người đàn ông vào tháng 10 sắp tới. Trước lời mời đi tour trớ trêu này, Chu Tiểu Han lập tức có động thái đăng đàn trên trang cá nhân. Cô cầu cứu dân mạng, ai đi dùng mình chứ mình bận trông con ở nhà rồi. Hậu chia tay, Mười Mười thay đổi phong cách, trở nên thời thượng hơn. Cô không ngần ngại thoát mác gái ngoan để diện những trang phục gợi cảm thu hút ánh nhìn. Trên trang cá nhân, Chu Tiểu Han từng tung loạt ảnh chụp ở bể bơi, cô diện đồ tắm màu xanh neon nổi bật với nước da trắng sáng, hiếm hoi khoe vóc dáng gợi cảm. Mới đây, cư dân mạng dần dần trước thông tin Chu Tiểu Han khoe khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn. Điều này khiến Chu Tiểu Han hạnh phúc xen lẫn xúc động tới mức bật khóc. Được biết, chàng trai cầu hôn Chu Tiểu Han là Lễ Mọn Nguyễn, sinh năm 2001, cũng có một kênh TikTok riêng với hơn 20.000 người theo dõi. Cả hai chính thức công khai tình cảm vào tháng 8 năm 2023, song Chu Tiểu Han vẫn giữ kín danh tính của bạn trai. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.